Tiếp ngay sau đây là một câu hỏi đến từ khán giả Phạm Văn Bằng, số điện thoại 0962 3 số cuối 658 ở Yên Bái với nội dung như sau. Nhà tôi có 1.000 con gà thương phẩm đã nuôi được 2 tháng tuổi và 2 ngày hôm nay thì gà chết rất nhanh. Ước số lượng chết đã lên tới 20 đến 30 kg. Gà trước khi chết thì sốt rất là cao, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào anh Đặng. Thực ra thì chúng tôi không đủ căn cứ để xác định bệnh. Nếu như mà chết nhanh như thế này ấy, thì chúng ta phải mổ khám và chụp ảnh gửi với chương trình thì chúng tôi mới biết được. Cho nên bây giờ mà bệnh tích không có triệu chứng thì không, chỉ có mỗi cái chết đột tử thôi. Mà chết đột tử ấy, thì thông thường ở lứa tuổi này ấy, nó gồm hai bệnh: một là tụ huyết trùng, hai nữa là cúm gia cầm. Thế tụ huyết trùng thì không bao giờ chết nhiều như thế này được. Tụ huyết trùng chết lác đác lẻ tẻ thôi, và những cái con chết thường là nó không mang tính dịch cao, nó cũng là bệnh truyền nhiễm nhưng nó không mang tính dịch cao, nó chỉ lác đác lẻ tẻ và thường chết được ban đêm. Thế còn cúm gà ấy, thì chết nhanh, sốt cao như thế này này, và chết nhanh, chết đột tử, không có biểu hiện rõ. Thế nhưng mà cần phải bệnh tích, mặc dù không có triệu chứng nhưng mà bệnh tích là rất điển hình. Nếu chúng ta mổ khám ra mà là cúm gà ấy, thì chúng ta thấy thế này: thứ nhất là người thâm, màu thâm, bóp mũi thấy thấy chảy nước mũi nước miệng, mổ ra thì lột ra ra thấy xuất huyết cơ đùi cơ ngực, sâu vào trong nữa lột bụng ra thì thấy là xuất huyết mỡ, và lột toàn bộ cái lòng ra thì xem cái xương lồng ngực ấy, thì màng xương lồng ngực cũng bị xuất huyết. Tiếp theo sau ấy, để chúng ta quan sát tim thì xuất huyết màng bao tim, mỡ vành tim, mỡ tim, mỡ vành tim và cơ tim, đấy là, và toàn bộ quả tim bơi trong cái dịch thẩm xuất, một cái bao dịch thẩm xuất màu vàng đặc. Thì cái bệnh tích này, bệnh tụ trùng nó giống nhau, thì chúng ta đến đấy là phải xem những cơ quan khác. Cái gì phổi, bệnh tụ trùng và cúm cũng nhiều trường hợp giống nhau, nó cũng bệnh tích là có thể là cấp tính quá thì nó vẫn là màu hồng nhạt, hơi thâm thâm một chút thôi. Nhưng nếu để lâu thì thâm. Đó. Và đặc biệt là đường tiêu hóa và đường hô hấp chúng ta phải quan tâm. Đối với tụ trùng đường tiêu hóa rất ít biến đổi. Nhưng đối với cúm gà thì toàn bộ đường tiêu hóa từ mề đến hậu môn, đặc biệt là hậu môn, niêm mạc hậu môn chúng ta vạch ra cái là có thể là thấy xuất huyết, phù nề và xuất huyết. Cái đặc điểm này thì rất giống với bệnh Newcastle. Toàn bộ viêm xuất huyết đường tiêu hóa như tôi vừa nêu là giữa Newcastle và cúm gà giống nhau tới 90%. Cho nên chúng ta có thể coi rằng là cái bệnh chứng đường tiêu hóa là điển hình của cúm hoặc Newcastle. Thế nhưng mà trong trường hợp này, Newcastle cũng không chết đột tử như thế. Nó phải có diễn biến bệnh, có thời gian ủ bệnh. Nhưng đây chết đột tử thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cúm. Thế thì hay nói tóm lại là chưa cho phép chúng tôi khẳng định gà bị chết mỗi một ngày 20-30 cân như vậy là do bệnh gì. Nhưng theo cái cảm nghĩ chủ quan của nghề nghiệp thì cho phép tôi đang suy tính có khả năng đó là cúm. Và vì thế anh phải điều trị theo cái giải pháp như sau: một là anh tiêm lại ngay hai vaccine cúm H5N1/H6 vào dưới da gáy cổ một liều, đồng thời tiêm một liều vaccine Newcastle H1 vào dưới da nách cánh. Hai vaccine này tiêm cùng một lúc. Hai, anh phải điều trị một cái phác đồ để không những là can thiệp điều trị một số cái bệnh, trong đó có những cái bệnh mà anh không lường được. Đấy, anh dùng T corizin 20 g, T cúm gia súc 20 g, giải độc gan thận lách TA 20 g và super vitamin 20 g. Tất cả cho một tạ gà ăn uống trong một ngày và dùng 4 ngày. Anh làm đúng như thế này. Và với giả thiết là nếu như đã được tiêm vaccine cúm một lần trước đây rồi thì khả năng cứu chữa được, cứu vãn được tình thế. Nhưng ngược lại nếu như chưa tiêm cúm lần nào thì tiên lượng là vô cùng xấu. Vâng, như vậy là khán giả có đặt câu hỏi về cho chương trình, tuy nhiên vẫn chưa đủ thông tin để chuyên gia có thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác, mà chuyên gia chỉ đưa ra phác đồ theo những tiên đoán cá nhân mà thôi. Vì vậy mà sau khi theo dõi được chương trình này thì chúng tôi cũng hy vọng là khán giả sẽ gọi điện về tổng đài 1900 6145 và cung cấp thêm những thông tin bệnh tích trên gà để các chuyên gia có thể tư vấn một cách sát sườn nhất và hiệu quả nhất cho quý vị khán giả.